Trong tập trước, nhóm cao thủ Nguyên Anh kỳ vì cướp đoạt Bổ Thiên Đan mà tạm thời rời đi chỗ khác, nhận thấy thời cơ đã tới, Huyền Cốt liền ra tay kết liễu Ô Sửu, sau đó dụ dỗ Hàn Lập cùng hợp tác, đem con huyết ngọc chi thù còn lại ra để lấy Hư Thiên Đỉnh. Tuy nhiên, lúc gần thành công thì do từ đầu đã chẳng thằng nào tin thằng nào, nên Hàn Lập cùng Huyền Cốt lại choảng nhau để giành Hư Thiên Đỉnh. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Hàn Lập nghe xong lời đó, trong lòng không khỏi khẽ động, mặc dù đối phương làm ra vẻ như không có gì nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm giác được dường như đối phương vẫn có một tia ý tứ sợ hãi đối với Ích Tà Thần Lôi. Tuy nhiên Hàn Lập cũng chẳng có thời gian ngẫm nghĩ vấn đề đó mà vội vàng xạ ra một đạo pháp quyết màu xanh lên thân cự kiếm. Tiếp theo hắn điểm chỉ, cự kiếm liền lay động dữ dội một trận, hóa ra thêm hai thanh cự kiếm giống đúc như bản thể, đó chính là chiêu kiếm ảnh phân quang thuật trong Thanh Nguyên công pháp. Hai thanh cự kiếm đồng thời bắn ra nhưng đạo điện hồ kim sắc to lớn, trực tiếp nghênh đón băng long, thanh còn lại thì lóe lên, chém về phía Huyền Cốt. Gì? Huyền Cốt khẽ thốt lên kinh dị. Việc Hàn Lập vẫn còn thừa sức để phát động Ích Tà Thần Lôi lớn như vậy khiến lão ma có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy chiêu thức kiếm ảnh phân quang thuật có thể biến ra thêm hai thanh cự kiếm thật sự. Nhưng thần sắc sửng sốt kia lập tức tiêu biến, hắn không nhanh không chậm vỗ lên quang cầu trong tay, làm sắc băng diễm lại phun ra thêm lần nữa. Lần này băng diễm đột nhiên chớp động vài cái trước người lão ma, sau đó hóa thành băng thuẫn hình tam giác trực tiếp ngăn chặn thế đột kích của cự kiếm. Điện hồ kim sắc và lam quang trên mặt băng thuẫn va chạm vào nhau, không cái nào chịu nhường cái nào, trong chốc lát hình thành thế giằng co. Hàn Lập thấy vậy, không những không hoảng hốt mà còn vui mừng. Điều này chứng tỏ Ích Tà Thần Lôi không có cách nào khắc chế lam sắc băng diễm, nhưng đồng dạng lam sắc băng diễm cũng chẳng làm gì được Ích Tà Thần Lôi. Về phần tiếp theo sau ai có thể áp chế được ai thì tự nhiên phải xem uy lực của mỗi thứ như thế nào mới được. Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền vỗ vào túi trữ vật ở bên hông, một cái áo khoác màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên thân hình. Mặc dù hắn vẫn chưa rơi vào bước đường cùng nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt một số đường rút. Tiếp theo Hàn Lập không chút chần chừ, hai tay chập lại, thần sắc trở nên trịnh trọng. Bùm, bùm, một tràng âm thanh sấm sét vang lên, ở giữa hai bàn tay xuất hiện một quả cầu màu vàng nhạt, trên mặt điện hồ không ngừng chớp lóe. Quả cầu này chỉ to khoảng vài tấc nhưng sau khi được Hàn Lập điều động Ích Tà Thần Lôi còn sót lại trong cơ thể liền lập tức bành trướng lên vài lần, trong nháy mắt đã to khoảng vài thước. Phía đối diện Huyền Cốt đang thao túng kiền lam băng diễm, muốn dùng một kích phá tan hai thanh cự kiếm nhưng thấy màn này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn thực sự không thể tin cảnh đang xảy ra trước mắt mình, Hàn Lập vẫn còn có năng lực hình thành nên lôi cầu lớn như thế. Đối phương rút cuộc là có bao nhiêu thanh vi kiếm chế từ kim lôi trúc? Trong lòng hắn thấp thỏm bất an, phải biết rằng lão ma đột nhiên trở mặt là vì hiểu rõ giết Hàn Lập chẳng phí bao nhiêu sức lực ngay cả khi hắn vừa mới thu được lam sắc băng diễm uy lực cực lớn này. Mặc dù vừa mới đắc thủ và chưa bị luyện hóa để dung hợp thành Tu La Thánh Hỏa nhưng dưới sự áp chế của Huyền Hồn Âm Hỏa và Ích Tà Thần Lôi, chung quy lão ma cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Ích Tà Thần Lôi có thể chống lại công kích của lam sắc băng diễm và Huyền Cốt, đương nhiên biết Hàn Lập có phi kiếm chế từ kim lôi trúc cũng đồng dạng phóng xuất được loại thần lôi đó. Thế nhưng ngay cả như vậy, việc đưa Hàn Lập vào chỗ chết cũng chẳng phải là điều không thể, bởi vì theo dự tính của lão ma thì Ích Tà Thần Lôi của Hàn Lập đã dùng gần hết, dù may mắn còn một ít nhưng tuyệt đối không quá nhiều, do đó không có khả năng ngăn cản được lam sắc băng diễm, với lại cũng chẳng ai có khả năng có nhiều pháp bảo luyện chế từ loại tài liệu hy hữu đó. Thế nên số lượng phi kiếm mà Hàn Lập có khiến Huyền Cốt thực khó có thể tin tưởng nổi. Ích Tà Thần Lôi mỗi khi phóng ra bao nhiêu thì mất đi bấy nhiêu, nếu không có thời gian bồi dưỡng thì sẽ không có đủ thần lôi. Huyền Cốt nói thế nào đi nữa cũng sẽ không tạo cơ hội cho Hàn Lập làm việc này. Về phần tên nghịch đồ cực âm, hắn tuy rất thống hận nhưng sau khi đoạt được lam sắc băng diễm và thấy nó có khả năng trợ giúp tu thành Tu La Thánh Hỏa thì dã tâm của Huyền Cốt đột nhiên nổi lên. Nếu thực sự thành công thì việc xưng bá tại Loạn Tinh Hải cũng không phải là việc không có khả năng. Và người có pháp bảo kim lôi trúc như Hàn Lập tự nhiên là đối tượng hắn cần phải tiêu diệt đầu tiên. Dù sao Ích Tà Thần Lôi thủy chung vẫn là khắc tinh của những tu sĩ chuyên tu quỷ đạo như hắn. Cộng thêm việc về sau hắn cấu kết với Man Hồ Tử thì chẳng cần Hàn Lập xuất thủ tương trợ cũng có thể dễ dàng diệt được cực âm. Hàn Lập khi bắt đầu dùng điện hồ trên hai thanh cự kiếm công kích, thể hiện uy lực không nhỏ cũng đã khiến Huyền Cốt có chút ngoài ý muốn. Hiện tại lại thấy trong tay Hàn Lập xuất hiện một quả lôi cầu to lớn như vậy thì Huyền Cốt có chút bộng mị. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của lão ma. Đối phương chỉ là một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ mà lại có pháp bảo kim lôi trúc nhiều không đếm xuể, khiến Huyền Cốt thực sự rất hối hận, một bụng tràn đầy sự kinh hãi và khó tin. Rốt cuộc tên này có bao nhiêu pháp bảo chế từ kim lôi trúc? Sự nghi hoặc nan giải đó đã trở thành tòa núi lớn, nặng nề đè lên tâm tình của lão ma. Ngay lúc Huyền Cốt đang ngẩn ngơ thì quả cầu điện hồ trong tay Hàn Lập đã to lên khoảng vài thước, bay lơ lửng cách đầu của hắn vài tấc, âm thanh vù vù đinh tai nhức óc. Lão ma liền hồi phục tinh thần nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. So với lôi cầu này thì Ích Tà Thần Lôi lúc trước căn bản chẳng thấm tháp vào đâu. Tốt, rất tốt,
Mặc dù ta không biết ngươi vì sao có nhiều pháp bảo kim lôi trúc, nhưng từ ngày ngươi có nó thì ngươi đã được sắp đặt trở thành kẻ tử địch của tu sĩ chuyên tu quỷ đạo như chúng ta. Hôm nay bản thượng nhân sẽ để cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của tu la thánh hỏa. Huyền Cốt cắn răng nói. Hiện tại hắn đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, chuẩn bị đem ba loại năng lượng hợp thành tu la thánh hỏa trong truyền thuyết, hy vọng mượn sức nó để tiêu diệt ích tà thần lôi của Hàn Lập, triệt để xóa đi mối họa tâm phúc. Đương nhiên bí thuật tạo nên tu la thánh hỏa trong thời gian ngắn rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị phản vệ, nhưng Huyền Cốt hiện giờ cũng bất chấp. Hắn tuy còn có nhiều thủ đoạn khác để từ từ triệt tiêu thần lôi của Hàn Lập, hoặc có thể tạm thời sử dụng bí thuật và pháp bảo tạo ra vòng bảo hộ chống lại, nhưng thời gian hắn có thực không nhiều, hoặc dứt khoát để cho Hàn Lập rời đi, hoặc dứt khoát tiêu diệt Hàn Lập trước khi người khác quay lại. Vì thế hắn cắn răng, đem quang cầu ném ra, tiếp theo hai tay quay tít như bánh xe, từng đạo pháp quyết không ngừng xạ vào quang cầu trước mắt. Trong nháy mắt quang cầu trở nên linh hoạt, làm sắc hỏa diễm ở trong nhanh chóng quay tròn, huyền hồn âm hỏa và hắc sắc điện hồ ở bên ngoài lại quay theo hướng ngược lại. Một lát sau cả quả cầu phát ra hào quang chói mắt, tiếp theo một âm thanh trầm thấp vang lên, vô số tia lửa màu xám trắng cực kỳ lạnh lẽo phun ra với khí thế long trời lở đất đánh về phía Hàn Lập. Thần tình Hàn Lập ngẩn ra, sắc mặt phát lạnh, hắn tuy chưa bao giờ nghe qua cái gì là tu la thánh hỏa, nhưng cũng biết loại hỏa diễm này chỉ có hơn chứ không kém lam sắc băng diễm kia. Vì thế thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, hai tay rung lên, không hề tiếp tục đưa thần lôi vào trong quả cầu ở phía trên nữa, mà mấy ngón tay điểm bắt các loại pháp quyết, từ trong miệng vang lên những âm thanh chú ngữ rì rầm. Lôi cầu kim sắc bắt đầu dài ra, trong nháy mắt hóa thành một cái điện võng, hình thành một tầng điện quang bảo vệ Hàn Lập từ đầu đến chân. Sau đó hỏa diễm màu xám trắng kia không khách khí công kích lên bề mặt của điện võng, nhất thời kim quang, bạch quang đan xen quấn lấy nhau, tiếng nổ như sấm sét đồng thời vang lên. Thần sắc Hàn Lập rất khó coi. Điện võng tuy có thể tạm thời cản lại hỏa diễm, nhưng hỏa diễm này lại không giống như vật bình thường, nó bùng cháy ở trên mặt của điện hồ, tạo thành một cái lồng lược khốn trụ Hàn Lập ở bên trong. Hiện tại nếu hắn muốn đào thoát cũng không cách nào làm được. Càng khiến cho Hàn Lập lo lắng chính là hỏa diễm thôn phệ từng chút điện hồ kim sắc. Mặc dù tốc độ rất chậm nhưng đích xác là làm cho điện võng quanh thân hình hắn từ từ thu nhỏ lại. Đương nhiên hỏa diễm cũng phải tổn hao một ít, nhưng chung quy nó vẫn được coi là áp đảo, chiếm thế thượng phong. Thấy tình cảnh này, Huyền Cốt thở phào một hơi, trên mặt lộ xuất vẻ mỉm cười. Hắn không tin rằng dưới sự bao vây của tu la thánh hỏa, Hàn Lập vẫn còn có thủ đoạn khác để thoát khốn một lần nữa. Rốt cuộc uy danh của loại hỏa diễm tu la, Huyền Cốt tin rằng cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị vây trong đó, cũng phải liều mạng tổn thương rất nhiều nguyên khí mới có khả năng thi triển bí thuật đào thoát. Còn đợi khi hắn luyện hóa xong thánh hỏa, khôi phục lại tu vi Nguyên Anh kỳ thời trước thì việc quét sạch hơn quá nửa loạn tinh hải cũng chẳng phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Huyền Cốt lim dim, nhào mắt lại, Hàn Lập hiện tại ở trong mắt hắn chẳng khác gì một người chết. Tình huống thực sự càng lúc càng không ổn. Mắt thấy tầng điện võng phòng hộ do ích tà thần lôi tạo thành sắp bị phá hủy, nhưng sắc mặt Hàn Lập vẫn không chút thay đổi, hai tay nhấc lên, hai đạo điện hồ từ trong phun ra, dung hợp với tầng bảo hộ bên ngoài. Điện hồ cuồn cuộn không ngừng từ trong tay của Hàn Lập tuôn ra, điện võng nguyên bản ảm đạm bỗng nhiên kim quang đại thịnh, không những hồi phục lại kích thước ban đầu, mà còn liên tiếp xuất hiện những tia lôi điện thô to công kích, ngăn cản hỏa diễm ở bên ngoài, có xu thế phản ngược lại, con người của Huyền Cốt suýt chút nữa phải rớt ra. Hắn hiện tại mới biết được cái gì gọi là người tính không bằng trời tính. Hàn Lập vẫn còn nhiều ích tà thần lôi như vậy, thực sự quá khiêu khích thần kinh của lão ma. Cho dù tu la thánh hỏa cao hơn một cấp so với ích tà thần lôi, nhưng số lượng ích tà thần lôi lại nhiều hơn hắn. Ai có khả năng diệt ai, thực sự rất khó nói. Huyền Cốt dùng ánh mắt nhìn chòng chọc Hàn Lập như đang nhìn thấy yêu nghiệt vậy. Hắn thực sự muốn nhìn trong thân thể không cao to kia rút cuộc ẩn chứa bao nhiêu kiện pháp bảo kim lôi trúc. Chẳng lẽ đối phương thực sự dùng mãi không hết thần lôi? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã khiến Huyền Cốt đột nhiên cả kinh, dùng hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi của mình. Cơn đau nhức cùng với mùi vị mặn mặn khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều. Lão ma lắc lắc đầu, đem cái ý nghĩ hoang đường đó vứt khỏi bộ não. Ích tà thần lôi dùng mãi không hết, tự nhiên không thể có loại tình huống này. Hắn chỉ là bị số lượng của nó khiến cho mất tự tin. Hơn nữa đối phương đã ba phen bốn bận phóng ra nhiều thần lôi như vậy thì hiện tại khẳng định lượng tồn dư còn rất ít. Hắn chỉ cần duy trì qua giai đoạn quan trọng này là có thể giết chết Hàn Lập, và tự nhiên đống pháp bảo kim lôi trúc sẽ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây tinh thần Huyền Cốt rung lên, dùng ánh mắt tham lam nhìn chọng chọc Hàn Lập rồi ngẩng đầu nhìn quang cầu đang ở trên không trung. Đối phương có ích tà thần lôi dự trữ chưa phóng xuất, còn hắn vừa rồi đâu có đem tất cả lam sắc băng diễm dung hóa thành tu la thánh hỏa, hắn chỉ dùng có non nửa mà thôi, bởi vì sợ bị bí thuật phản vệ. Nhưng hiện tại xem ra chừng đó vẫn chưa đủ giết chết tên biến thái kia, chỉ có thể đem tất cả băng diễm đã dung hợp phóng ra mới tiêu diệt được đối phương. Nghĩ tới đây, hai tay hắn bắt pháp quyết, quang cầu trong không trung nhanh chóng quay tít, thêm lần nữa phát ra hào quang chói lọi. Hàn Lập nhìn thấy màn này, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, giống như dự liệu của Huyền Cốt,
Hàn Lập sau khi liên tiếp thi triển ích tả thần lôi liều mạng chống đỡ Lam Sắc Hỏa Diễm và Tu La Thánh Hỏa thì thần lôi đã tiêu hao đến 8-9 phần. Hiện tại lại thấy đối phương tiếp tục dùng thánh hỏa để công kích, Hàn Lập tự biết tuyệt đối không có khả năng dùng chút thần lôi còn lại để duy trì. Biện pháp duy nhất chính là phá vòng vây, chạy thoát rồi mới nói tiếp. Dù hỏa diễm của đối phương có lợi hại cách mấy, nếu không tiếp xúc với thân thể hắn thì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập đã quyết, hắn đem tất cả ích tà thần lôi còn dư trong thân thể, trong nháy mắt phóng xuất ra ngoài. Lập tức hai đạo điện hồ to bằng cánh tay đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất hiện, bắn lên tầng bảo hộ bên ngoài. Điện võng nhanh chóng chớp lóe lên vài cái, vang lên một tiếng sấm sét ì ầm, cuối cùng hóa thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt, nổ tung, vô số tia điện đẩy lùi số lượng hỏa diễm còn lại không nhiều ở bên ngoài ra xa. Thân hình Hàn Lập lóe lên vài cái, người liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một địa phương cách đó khoảng vài trượng. Trong quá trình di động, Hàn Lập âm thầm lau một đống mồ hôi lạnh, hắn rất sợ mình sơ ý. Trong lúc vô tình dính phải một tia hỏa diễm, đối với hắn mà nói tuyệt đối chí mạng, bây giờ đã thoát khỏi sự bao vây của Tu La Thánh Hỏa. Hàn Lập không chút do dự dồn linh lực vào chiếc áo choàng màu đỏ, nó liền tự động bay lên. Đây chính là hiện tượng khi sử dụng cổ bảo. Hắn dã hạ quyết tâm vò tới bên thạch đài, sau đó lợi dụng thanh trúc phong vân kiếm mở ra cấm chế bảo vệ, thừa cơ hội đào thoát. Huyền Cốt trông thấy vậy, cũng đoán được một chút tâm tư của Hàn Lập. Trong lòng lão ma liền quính lên, không kịp suy nghĩ để thăng pháp lực, tăng nhanh tốc độ chuyển hóa quang cầu. Âm thanh to lớn vang lên, cả quang cầu triệt để bùng cháy, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm màu trắng xám. Dường như Tu La Thánh Hỏa đã hình thành, nhưng kỳ dị chính là trong trung tâm của hỏa cầu có một đoàn lam quang nhỏ nhắn, rất bình thường đang chuyển động không ngừng, bộ dạng dường như rất bất ổn. Huyền Cốt thấy cảnh này liền ngẩn ra, nhưng lập tức bỏ qua, không chú ý. Có lẽ do pháp lực hắn không cao nên không thể chuyển hóa toàn bộ, đây cũng chẳng phải là sự tình đáng lo ngại. Hắn lo lắng chính là Hàn Lập sẽ lập tức đào thoát, nói thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể buông tha một mối họa tâm phúc dễ dàng như vậy. Vì thế Huyền Cốt lập tức khoát tay về phía hỏa cầu. Hỏa cầu sau khi rung động lên vài cái liền bắt đầu công kích đối phương theo như ý định trong lòng của hắn. Nhưng lúc này dị biến đột nhiên xuất hiện, lam quang tàn dư ở trung tâm của quả cầu bỗng dưng lóe lên vài cái rồi nổ tung. Lập tức mặt ngoài của hỏa cầu méo mó, từ trong lờ mờ truyền ra âm thanh sắc nhọn. Trong lòng Huyền Cốt đại kinh, vội vàng khống chế dị biến của hỏa cầu. Nhưng hắn sớm đã quên một việc rằng Tu La Thánh Hỏa kia không phải là hỏa diễm hắn chân chính luyện hóa, chỉ là mượn một chút sức bên ngoài để thao túng mà thôi. Hiện tại chịu đựng chấn động do vụ nổ gây ra ở hạch tâm khiến hỏa cầu không có cách nào bảo trì ổn định, hoàn toàn mất đi sự khống chế, trở nên cuồng bạo, một chút pháp lực nhỏ của hắn căn bản không thể chế trụ. Huyền Cốt chảy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hỏa cầu liên tiếp thay đổi màu sắc rồi cũng nổ tung tại trên đầu lão ma, vô số tia lửa màu trắng xám bay tán loạn ra từ phía. Mặt mũi Huyền Cốt trở nên trắng bệch, hắn không dám nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng xoay tít, một mảng lớn quỷ khí màu xanh đen xuất hiện, chụp về phía Tu La Thánh Hỏa. Tiếp theo thân hình lão ma bỗng nhoáng lên, giống như mũi tên vụt bay, chỉ cần có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hỏa cầu thì hắn có thể bảo vệ được tiểu mệnh của mình. Mặc dù khí thế của quỷ khí màu xanh đen cực kỳ hung hăng nhưng khi tiếp xúc với những tia lửa liền giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung, căn bản chẳng có tác dụng ngăn cản tí gì. Tuy tốc độ bắn ra của Tu La Thánh Hỏa không quá nhanh nhưng phạm vi quá rộng lớn, chân trước của Huyền Cốt vừa mới tới thì hỏa diễm đã tới chân sau, và lúc này thanh quang đột nhiên lóe lên trước mặt Huyền Cốt. Đồng loạt hơn 10 đạo kiếm quang chém tới, đó chính là do Hàn Lập phát hiện thấy tình hình nghịch chuyển, lập tức bỏ qua ý niệm chạy trốn, ngược lại còn chớp thời cơ, 10 ngón tay liên tục bắn ra kiếm quang, vừa lúc ngăn chặn đường thoát của lão ma. Huyền Cốt vừa sợ vừa giận, trong lòng mở miệng chửi to, nhưng lúc này hắn căn bản không thể tránh né được, chỉ có thể cắn răng đưa hai tay tới trước, tầng khí hộ thể lại xuất hiện thêm lần nữa, cố gắng xông lên, đợi đến khi một đạo kiếm quang đến trước thân hình, hắn mới hé miệng phóng ra một đạo lục mang. Chính là pháp bảo tiểu tiễn do Kim Lôi Trúc chế thành, lục mang sau khi phá hủy 4-5 đạo kiếm quang, cuối cùng cũng bị đánh bay sang một bên. Kiếm quang còn lại không chút khách khí công kích lên hai tay Huyền Cốt, ầm ầm, 5-6 âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên. Huyền Cốt hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực thanh nguyên kiếm quang của Hàn Lập, mặc dù không việc gì khi dùng tay trực tiếp ngăn cản nhưng vẫn có hai đạo hào quang cũng đánh trúng thân thể của hắn, khiến cho thân hình lão ma rung lên vài cái, không tiến mà còn lùi lại vài bước. Lần này Huyền Cốt hồn phi thiên ngoại, sắc mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng thò tay vào áo tìm cái gì đó, nhưng một tia lửa nhìn rất nhu nhược đã vô thanh vô tức đã rơi xuống đầu vai của hắn. Xèo, một tiếng, hỏa diễm màu trắng xám bốc lên, Huyền Cốt không kịp kêu một tiếng thảm thiết, thân hình liền hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy Tu La Thánh Hỏa lợi hại như vậy, sắc mặt của Hàn Lập biến đổi mấy lần, hít một ngụm khí lạnh. Hỏa diễm màu trắng xám sau khi đem Huyền Cốt hóa thành tro bụi đã ngưng tụ trở lại thành những tia lửa xinh đẹp lơ lửng trong không trung. Nhưng tại thời điểm này,
không biết là do lão ma chết đi tạo thành dị biến. Tất cả các tia lửa rơi xuống đồng thời toát ra một cỗ hắc khí màu xanh thẫm. Tiếp theo, một tia điện hồ màu đen lóe lên, tia lửa trong nháy mắt biến thành màu lam, khôi phục hình thái kiền lam băng diễm. Lập tức Hàn Lập cảm thấy xung quanh trở nên căng thẳng, toàn bộ không gian tràn ngập hàn khí, một cảm giác lạnh buốt ập đến, xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện những tầng băng trong suốt, cả cấm chế bảo hộ hoàn toàn có bộ dáng sắp bị đóng băng toàn bộ. Hàn Lập không khỏi hoảng sợ thất sắc, hắn vội vàng đưa linh lực vào bạch tê bội, bạch quang cực nóng xua đi hàn khí xung quanh, khiến chúng không thể đến gần. Thế nhưng kiền lam băng diễm không có sự khống chế của huyền cốt lúc này mới chân chính phát huy uy lực, trong nháy mắt thời gian, cả thạch đài liền đông cứng thành một núi băng thật lớn. Trong đó chỉ có Hàn Lập đang khổ sở cầm cự khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao nhanh chóng, âm thầm kêu khổ không ngừng. Hiện tại Hàn Lập mới minh bạch lam sắc hỏa diễm dưới sự khống chế của huyền cốt, không biết là do tu vi lão ma không đủ hay là do chưa được luyện hóa qua nên khi công kích hắn chỉ phát huy được một bộ phận nhỏ uy lực chân chính. Nếu ngay từ đầu nó đã biểu hiện sức mạnh khủng bố như thế này thì huyền cốt chẳng cần dung hợp tu la thánh hỏa gì gì đó cũng đủ để diệt hắn mấy lần. Vì vậy loại thánh hỏa kia không có khả năng chỉ có một chút uy lực như kia mới phải, khẳng định nó chỉ hiện lộ một phần nhỏ mà thôi. Hàn Lập hoảng sợ suy nghĩ, đoán đúng chân tướng sự tình đến 7-8 phần. Tuy nhiên hắn không muốn sau khi mình đã vất vả giết chết huyền cốt lại bị kiền lam băng diễm vô chủ này tiêu diệt một cách oan uổng. Vì thế hắn cắn răng, một tay đặt tại túi linh thú đeo bên hông, trong túi đó có trên ngàn vạn con vệ kim trùng. Bây giờ hắn chỉ còn cách dựa vào năng lực thôn vệ của chúng để xem bản thân mình có thể mạo hiểm thoát khốn được không. Nhưng mà kệ có thành công hay không thì những con vệ kim trùng vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn này khẳng định không có cách nào ngăn cản hàn khí khủng bố của hỏa diễm và e rằng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng hôm nay vì cái mạng nhỏ của chính mình, Hàn Lập cũng bất chấp, bàn tay hắn khẽ động, đang muốn mở túi linh thú ra. Nhưng lúc này dị biến lại phát sinh thêm lần nữa, kiền lam băng diễm đang lơ lửng ở xung quanh đồng thời lóe lên vài cái, phát ra một trận âm thanh trong trèo, giống như đang tiếp nhận mệnh lệnh nào đó. Chúng đồng loạt bắt đầu bay lên phía trên, ngừng kết thành một khối. Một lát sau, một đoàn lam quang hình thành tại không trung mà trong đó có một viên băng châu màu lam lơ lửng. Hàn khí lúc đầu chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, dường như chưa từng xuất hiện. Hàn Lập vừa mới mở miệng của túi linh thú ra một nửa liền lập tức ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn chẳng thèm quan tâm vì sao kiền lam băng diễm lại xuất hiện loại biến hóa quỷ dị như thế, chỉ biết là hắn đã tránh được một kiếp nạn. Hiện tại băng châu từ từ rơi xuống, bay qua trước mắt của Hàn Lập. Hắn nhìn băng châu này, dị sắc trong mắt lóe lên, sắc mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Đột nhiên hắn khoát tay, một đạo điện hồ mảnh mai còn sót lại trong thân thể bay ra, cuốn lấy băng châu nọ, ngăn cản nó tiếp tục rơi xuống. Băng châu không có dị biến nào phát sinh mà thành thật thật bị điện hồ kéo đi. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập trở nên trịnh trọng, không có một chút khinh thường nào cả. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, điện hồ trói buộc băng châu từ từ di động về phía hắn. Nhìn viên châu lơ lửng ở trước mặt cách khoảng một thước, sắc mặt Hàn Lập hiện ra một tia lưỡng lự. Hắn ngưng trọng vươn tay ra, một tầng sáng màu xanh bao phủ chặt chẽ lấy bàn tay, sau đó mới cẩn thận nắm lấy. Tuy cách nhau bởi một lớp chân nguyên rất dày nhưng Hàn Lập vẫn cảm ứng được rất rõ sự mát lạnh nhưng tuyệt đối không phải là băng hàn. Hình như sau khi ngừng tụ thành viên châu này thì hàn khí đã thu liễm lại, không lò ra ngoài một tia nào. Vì thế Hàn Lập mới chân chính yên tâm. Hắn thu hồi chân nguyên, dùng ba ngón tay giữ băng châu, đưa đến trước mặt để quan sát kỹ càng. Viên châu này có một lớp vỏ cứng màu lam ở bên ngoài, ở trong có hào quang không ngừng chớp động, tựa hồ không được ổn định. Hàn Lập do dự một chút vì kiền lam băng diễm là vật quý thế gian khó tìm, thậm chí còn có khả năng là bảo vật trên cả hư thiên đình. Tuy hắn hiện tại không biết làm thế nào để lợi dụng hoặc luyện hóa băng diễm nhưng bảo hắn vứt đi thì tuyệt đối là không được. Cần phải biết Hàn Lập trước sau đã thấy qua thanh dương ma hỏa và thiên đô thi hỏa, mấy loại bí thuật lợi hại của ma đạo thì trong lòng sớm đã có một tia vọng tưởng, muốn mình cũng có một loại ma diễm mạnh mẽ như thế. Còn uy lực của kiền lam băng diễm, hắn đã được chứng kiến tận mắt, tuyệt đối ở trên hai loại ma hỏa kia. Cơ hội tốt được đưa đến tận cửa, có thể khiến hắn hoàn thành tâm nguyện thì tại sao Hàn Lập lại từ chối được chứ? Cho dù mạo hiểm một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến đây, kim sắc điện hồ trong tay Hàn Lập phóng ra thêm lần nữa. Sau đó từng đạo thần lôi giống như tơ bao lấy viên băng châu một tầng rồi thêm một tầng. Một lát sau một quả cầu màu vàng xuất hiện trong tay hắn, chỉ là nó thỉnh thoảng có một tia điện nhỏ ở trên mặt chớp lóe không ngừng. Thấy tình cảnh này Hàn Lập mới chân chính an tâm. Trải qua quá trình tranh đấu với băng diễm, Hàn Lập cũng biết được ích tà thần lôi miễn cưỡng có khả năng khắc chế thứ hỏa diễm này. Nếu băng châu nổ tung thêm lần nữa thì điện hồ tạm thời bao vây một ít, giúp hắn tranh thủ chút thời gian, không cần phải sợ đột nhiên bị phản phệ. Hiện tại ích tà thần lôi trong cơ thể hắn thực sự không còn chút gì, ngay cả một tia điện hồ nhỏ cũng không thể xuất ra. Nhưng Hàn Lập căn bản chẳng cần để ý điều này, sắc mặt hắn mang vẻ hưng phấn, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, đem viên châu đặt vào trong đó rồi cẩn thận cất đi.
hắn bây giờ mới có thời gian bay quanh thạch đài một vòng, đem huyết ngọc chi chu đã bị đại thương nguyên khí thu vào trong túi linh thú, còn lại sớm đã hóa thành thi thể thêm lần nữa, nằm yên không nhúc nhích. Nhưng khi hắn lập bay qua nơi huyền cốt bị tiêu diệt thì thân hình không khỏi ngừng lại, sắc mặt hắn mang vẻ khác lạ, khoát tay, một thứ gì đó màu trắng từ trên mặt đất bay về phía hắn. Vật này trắng toát như ngọc, chỉ ngắn vài tấc, Hàn Lập vừa nhìn qua đã biết nó là một khúc xương cốt, chỉ là nó lại không bị tu la thành hỏa luyện hóa thành cho bụi mà vẫn an nhiên tồn tại, khiến hắn kinh ngạc không nhỏ. Hàn Lập nhớ lại lúc đang ở trong địa động, huyền cốt lão ma từ trong đoạn xương này đã lấy ra hư thiên tàn đồ, chẳng lẽ nó giống như thứ gì đó có thể chứa đựng. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện thì hắn đã không chút do dự đem nó bỏ vào túi trữ vật. Hiện tại không phải là thời điểm để nghiên cứu tỉ mỉ mà phải nhanh chóng ly khai nơi này. Hàn Lập đang muốn bay về phía cầu thang đá thì trong lúc vô ý quay đầu thấy mũi tiểu tiễn nằm yên cách đó khoảng vài trượng, dường như mất hết linh tính. Hàn Lập nhíu nhíu mày, khoát tay, một mảng thanh quang từ trong bắn ra, quấn lấy pháp bảo đó. Sau khi tùy tiện nhìn nhìn vài lần, Hàn Lập đang muốn thu vào túi trữ vật thì trong một túi linh thú đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, sau khi suy ngẫm, đột nhiên vỗ vào túi linh thú kia, một đạo hoàng quang từ trong phóng ra. Sau khi xoay một vòng, một con tiểu hầu liền xuất hiện, chính là để hồn thú có khả năng vệ hồn đạm quỷ. Hàn Lập hé miệng phun ra một hạt châu màu đen vào trong tay còn lại, đúng là minh hồn châu dùng để khống chế để hồn thú. Lúc trước hắn cảm thấy tình huống nguyên giao dễ dàng đem nó trao cho hắn có chút quái dị, vì thế hắn vẫn chưa bắt đầu luyện hóa. Nhưng việc xóa đi thần thức của đối phương, trực tiếp dùng viên châu này để điều khiển để hồn thú trong khoảng thời gian ngắn thì hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Tay nắm chặt minh hồn châu, hai mắt nhìn chòng chọc tiểu tiễn màu xanh biếc kia, Hàn Lập đột nhiên hé miệng, một đoàn đan hỏa màu xanh bao vây lấy nó, từ từ tiến hành luyện hóa. Sau một lát tiểu tiễn vẫn không có phản ứng gì, giống như một vật chết vậy. Hàn quang trong mắt Hàn Lập lóe lên, sau đó miệng khẽ động đã đem tiểu tiễn nâng lên rồi phân phó để hồn thú. Để hồn thú lập tức khịt mũi, một mảng hoàng quang từ trong phun ra, hướng thẳng đến tiểu tiễn đang lơ lửng trong không trung. Tiểu tiễn nguyên bản không nhúc nhích, khi thấy hoàng quang tập kích, đột nhiên lóe lên lục quang mãnh liệt, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, trực tiếp bay về phía cầu thang đá. Bộ dáng nó dường như rất sợ hoàng quang vừa rồi. Tiểu tiễn vừa mới bay xa khoảng một trượng thì bị Hàn Lập đang nhìn chòng chọc như hổ đói điểm chỉ, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh thẳng tới, khiến cho nó ngã nhào xuống, không kịp chạy trốn. Và trong khoảng thời gian trì hoãn này, hoàng quang do để hồn thú đã cuốn lấy tiểu tiễn, lập tức pháp bảo lóe lên vài cái, không ngừng tả xung hữu đột, bộ dáng như muốn phá đường trốn chạy. Nhưng hoàng quang kia dường như có hấp lực cực kỳ cường đại, dù có dãy dụa thế nào cũng vô pháp thoát khốn. Để hồn thú nếu đã được xưng là khắc tinh của tất cả các loại quỷ hồn thì hấp hồn thần quang kia không tự nhiên không chỉ có như vậy. Tiểu tiễn kia chỉ ngừng chuyển động nửa nhịp thì đã có hơn trăm đạo hoàng quang bé nhỏ bay tới, nhanh chóng bao vây lấy nó. Tiếp theo hoàng quang đồng thời mạnh mẽ lôi từ trong tiểu tiễn ra một đoàn lục quang. Lục quang này dưới sự dây dưa của hấp hồn thần quang, không ngừng biến hóa thành các dạng trùng ngư điểu thú, thậm chí còn biến hóa khi to khi nhỏ, muốn mưu toan thoát thân. Nhưng những sợi tơ hoàng quang màu vàng một khi đã trực tiếp bao vây lấy thì căn bản không có cách nào thoát khỏi, từng chút một kéo nó về phía địa hồn thú. Lúc này lục quang hoảng loạn, sau đó huyễn hóa thành một khuôn mặt già nua, sợ hãi hướng Hàn Lập cầu xin, Hàn tiểu hữu, ngươi tha cho lão phu một mạng, chỉ cần như vậy tại hạ sẽ tình nguyện làm nô cung phụng tiểu hữu là chủ. Bí thuật lão phu biết nhiều vô số kể, tất cả đều nguyện ý giao nộp, hơn nữa Hàn đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết toàn bộ huyền âm đại pháp ư? Cho dù là nghịch đồ cực âm kia ta cũng chưa bao giờ đem tầng cuối cùng dạy cho hắn, còn thêm huyền hồn luyện yêu đại pháp nữa, đồng thời cơ nghiệp tại hạ tuy bị cực âm chiếm đoạt nhưng vẫn còn vài tòa động phủ bí mật, trong đó có chứa rất nhiều bảo vật, lão nô đều nguyện ý phụng hiến cho chủ nhân. Khuôn mặt quỷ kia càng nói càng nhanh, biểu tình càng lúc càng kinh hoàng, thậm chí còn tự xưng là nô phó, bởi vì hắn lúc này chỉ cách cái mũi to của đề hồn thú khoảng một tấc mà thôi. Nếu thực sự bị hấp nhập vào thì yêu hồn của hắn cho dù ngoan cường chống lại cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Nghe khuôn mặt quỷ nói những lời dụ hoặc như vậy, dù Hàn Lập là người tâm trí kiên định hơn xa thường nhân cũng không khỏi động tâm, trên mặt lộ ra vài phần chù trừ. Có lẽ nhìn ra vẻ do dự của Hàn Lập nên khuôn mặt quỷ giống như túm được cành cây cứu mạng, liền nói to, cho dù đạo hữu không muốn những thứ đó, chẳng lẽ không muốn biết nhược điểm công pháp của cực âm, không muốn giải trừ ám ký truy tung ở trên thân sao? Nghe nói như thế, ánh mắt của Hàn Lập chuyển động vài lần, thần sắc cuối cùng cũng khẽ động, hắn thở dài một tiếng, cánh tay nắm minh hồn châu nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản hoàng quang đang hút vào đột nhiên dừng lại, khiến khuôn mặt quỷ tạm thời thoát khỏi việc hấp nhập vào mũi của đề hồn thú. Sắc mặt của quỷ đầu cực kỳ vui mừng, tinh thần buông lỏng một chút. Hàn tiểu hữu, hành động này của ngươi tuyệt đối sáng suốt, lưu lại lão phu hoàn toàn có thể. Khuôn mặt quỷ miễn cưỡng lộ xuất vẻ mỉm cười, muốn nịnh nọt Hàn Lập vài câu, nhưng lúc này đề hồn thú tiếp tục dùng mũi hít vào,
Hoàng quang nguyên bản hơi hòa hoãn bỗng nhiên chuyển động, hấp lực so với lúc đầu còn mạnh hơn 3 lần, hoàn toàn đem thần thức huyền cốt đang không chút đề phòng hấp nhập vào trong, một tia phản ứng cũng không có. Trên mặt Hàn Lập liền lộ ra một tia lạnh lùng, chế nhạo, đề hồn thú dường như đã ăn no quá sức nên ngơ ngẩn vỗ vỗ lấy bụng, trên mặt xuất hiện vẻ mãn ý giống như con người vậy. Hàn Lập mỉm cười, vung minh hồn châu trong tay lên, đem nó thu vào trong túi linh thú. Thu ngươi làm nô, ta sao dám chơi với hổ, lão quỷ ngươi sống đã hơn ngàn năm, luận về tâm kế ta đều đấu không lại, cho dù ngươi ba hoa trích chòe, ta vẫn phải tiêu diệt ngươi để đỡ đi một mối nguy hiểm, bằng không biết khi nào ngươi sẽ âm thầm ám toán ta nữa. Hàn Lập bước tới vài bước, cầm lấy tiểu tiễn màu xanh kia, lẩm bẩm nói. Đến bây giờ Hàn Lập vẫn không hiểu rõ mặt quỷ kia rút cuộc là chủ hồn của huyền cốt hay là tàn phách tách ra do lão ma thi triển một bí pháp nào đó. Quỷ tu chi đạo còn có thần thông phân ly hồn phách, Hàn Lập cũng không lấy làm kỳ quái. Tiếp theo Hàn Lập thu lấy ngũ hành hoàn đang nằm cách đó không xa nhưng hắn không lập tức rời đi ngay. Lời nói của khuôn mặt quỷ kia thật ra đã để tình hắn, không biết cực âm tổ sư đã động tay động chân trên người hắn khi nào nữa. Nếu không trừ bỏ ám ký này thì chỉ sợ hắn vừa mới ra khỏi cấm chế liền bị cực âm tổ sư cảm ứng được. Tuy Hàn Lập đã dùng thần thức thăm dò qua nhiều lần, vẫn không có phát hiện chỗ nào khác biệt nhưng trong lòng hắn đã có chủ ý hay ho để tìm ra ám ký, bằng không hắn đã không chút hạ thủ lưu tình tiêu diệt khuôn mặt quỷ kia. Chỉ thấy Hàn Lập vỗ vào một cái túi linh thú, mấy nghìn kim ngân sắc giáp trùng bay ra bám đầy thân Hàn Lập. Một lát sau vệ kim trùng phát ra tiếng kêu bén nhọn ở chỗ cẳng chân của hắn. Hàn Lập cực kỳ vui mừng, thần niệm đưa ra mệnh lệnh, tiếp theo vệ kim trùng ông ông một trận, sau đó tất cả chúng ùn ùn bay trở về túi linh thú. Hàn Lập không dám chậm trễ, trực tiếp bay đến chỗ cầu thang đá. Thời gian hắn lưu lại đây quá dài, thực sự khiến hắn có chút thấp tha thấp thỏm. Cự ly và trục trượng trong nháy mắt đã tới. Hàn Lập hé miệng, phun ra một đạo thanh quang, dùng thanh trúc phong vân kiếm tạo ra một cái lỗ to trên vòng bảo vệ cấm chế. Hàn Lập hóa thân thành một đạo cầu vồng bay ra. Dựa theo tính toán của hắn, tốt nhất là đi đến một mật thất nào đó ở tầng 1 hoặc tầng 2, tiếp theo phá bỏ cấm chế ở nơi đó rồi truyền tống khỏi Hư Thiên Điện. Về phần mật thất của mấy tầng khác, đối với hắn mà nói thực sự quá nguy hiểm. Vì thế Hàn Lập dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ của mình, không nói không năng quay lại đường cũ. Lúc này tất cả các cơ quan, cấm chế đều đã bị phá sạch. Hàn Lập ngoại trừ việc cẩn thận né tránh mấy lão quái vật kia thì chẳng còn điều gì cố kỵ cả nên to gan lớn mật phi hành. Trên đường đi một mặt hắn phóng thần thức để cảnh giác, một mặt lấy quyển trục cũ kỹ kia ra, cuối cùng cũng có thời gian để lướt mắt một chút. Gì? Hàn Lập chỉ nhìn qua vài lần liền không khỏi kinh ngạc kêu lên, nguyên bản tốc độ thanh quang đang bay về phía trước bỗng nhiên chậm lại. Quyển trục này vừa nhìn thì chẳng thấy gì đặc biệt, sau khi mở ra không những không toát ra linh lực mà nội dung bên trong còn cực kỳ đơn giản, vẽ ngoằn ngoèo mấy đường thô sơ. Nhưng sau khi Hàn Lập xem qua vài lần liền hiểu được nội dung quyển trục, đó chính là sơ đồ kiến trúc và nội điện 5 tầng của Hư Thiên Điện. Cái khác thì không nói, nhưng thạch đài và vài nét bút vẽ cái đỉnh nhỏ có hai tai, ba chân tuyệt đối chính là tiêu ký ám chỉ Hư Thiên Đỉnh. Còn phía trước thạch đài là cái hình vẽ đan xen nhau khẳng định chính là mật thất, thông đạo. Tuy nhiên điều khiến Hàn Lập kinh ngạc chính là trong tấm bản đồ này các hình vẽ khác đều dùng bút màu đen, duy nhất có một lộ tuyến sử dụng bút màu đỏ. Điểm cuối của lộ tuyến này là một bức tường cao ở phía biên của nội điện, ở phía sau đó có tiêu ký giống như vẽ một tòa truyền tống trận vậy. Hàn Lập thấy thế mới phi hành chậm lại. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, nếu muốn trực tiếp đi từ tầng 5 đến tầng 2 thì xác suất gặp mấy lão quái vật là rất lớn. Nhưng nếu bản đồ này là thật thì chẳng phải hắn có thể lợi dụng truyền tống trận để truyền tống đi nơi khác sao? Cho dù không trực tiếp truyền tống đi ra ngoài Hư Thiên Điện, nhưng chung quy lại vẫn tốt hơn nhiều so với việc đứng ở tầng 5 nội điện này. Càng khiến cho Hàn Lập động tâm chính là vị trí của hắn hiện giờ. Nếu dựa theo tiêu ký trên bản đồ thì sau khi đi tới chỗ giao nhau tiếp theo chỉ cần quẹo qua là đã đạp chân lên lộ tuyến màu đỏ kia. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là lộ tuyến này có xuất hiện cấm chế hay cơ quan khôi lỗi mà hắn không thể ứng phó được hay không. Về phần bản đồ thật hay giả thì hắn chẳng quan tâm. Chẳng ai ăn no dỗi hơi đi giấu bản đồ trong tảng đá kia để lừa người cả. Huống hồ niên đại của nó quá lâu, nét vẽ vẫn bao hàm đầy vẻ nguyên sơ, vừa nhìn đã biết cùng thời kỳ với Hư Thiên Đình, chắc chắn sẽ không có ai vô công rồi nghề thực hiện trò vui này hết. Đang lúc Hàn Lập do dự thì người đã đến chỗ giao nhau tiếp theo, hắn không khỏi nhìn trái nhìn phải, có chút không quyết đoán. Đành vậy, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì cùng lắm là quay trở lại đường cũ. Dựa theo tiêu ký trên quyển trục thì lộ tuyến này cũng chẳng dài, sự nguy hiểm so với kế hoạch dự tính ban đầu ít hơn rất nhiều. Huống hồ hắn cũng không tin địa đồ nhìn giống như sinh lộ để thoát thân sẽ vẽ một con đường quá nguy hiểm cho người cầm nó. Nghĩ đến đây Hàn Lập liền không chút chần chừ, hai tay giương lên, mấy đạo bạch quang bắn ra, sau đó trước mặt liền xuất hiện mấy con cự viên khôi lỗi. Chúng dưới sự điều khiển của Hàn Lập lập tức quẹo qua một cái thông đạo khác, còn Hàn Lập thì mang theo vẻ mặt thận trọng đi sát theo sau. Dọc đường cực kỳ yên tĩnh, nằm ngoài ý liệu của Hàn Lập. Sau khi dẫm chân theo lộ tuyến vẽ bằng mực đỏ trên bản đồ, rẽ trái quẹo phải vài ba lần,
bất luận là cấm chế hay khôi lỗi hắn cũng chẳng gặp qua, rất dễ dàng đi đến trước bức tường cao kia. Nhìn bức tường cực kỳ bình thường kia, Hàn Lập lại mở quyển trục cũ kỹ ra thêm lần nữa, cúi đầu đối chiếu phân biệt một phen. Không sai, đích xác là chỗ này. Sau một lúc Hàn Lập lầm bà lập bầm nói, hắn khoát tay, năm đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong bức tường vài thước. Thấy cảnh này Hàn Lập cực kỳ vui mừng, không có cấm chế trên tường, quả nhiên bên trong còn có ẩn ý khác. Tiếp theo năm ngón tay hắn di chuyển, năm đạo kiếm quang sắc bén nhẹ nhàng vẽ theo hình nửa vòng tròn. Tay kia khẽ đẩy tới, trên bức tường đá đã xuất hiện một cái lỗ thủng to, bên trong là một màu tối đen. Kiếm quang đột nhiên biến mất, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quang cầu màu trắng lơ lửng, từ từ bay vào phía sau bức tường. Hàn Lập không chút chậm chạp, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi vào trong. Đây là một gian mật thất không lớn, cao không quá 2 trượng, dài rộng chỉ khoảng 6-7 trượng, trên mặt đất phủ kín một lớp bụi bặm rất dài. Thế nhưng ở giữa căn phòng lại có một tòa truyền tống trận cực kỳ đơn giản, pháp trận được bố trí xiên xiên xẹo xẹo, trên có khắc các loại phù văn thô sơ, dường như do một người không biết trận pháp bắt chước dựa theo hình vẽ. Hàn Lập nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nó không thể dùng hay là đã bị hư hỏng từ lâu rồi? Hắn đi tới vài bước, lợi dụng kiến thức về trận pháp của mình để kiểm tra một chút truyền tống trận này. Sau một hồi lâu hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nó cực kỳ thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đây không phải là một cái truyền tống trận với khoảng cách xa, phòng trừng sau khi tiến nhập cũng không bị đưa đẩy đến một nơi xa lạ nào đó cách 108.000 dặm. Hàn Lập lấy ra vài khối linh thạch, nhanh chóng đặt vào bốn phía của truyền tống trận. Một hồi âm thanh ông ông vang lên, pháp trận xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Thấy cảnh tượng đó Hàn Lập liền mỉm cười, tuy nhiên hắn không lập tức truyền tống đi mà quay đầu nhìn cái lỗ thủng do mình tạo ra, ra vẻ đăm chiêu ngẫm nghĩ điều gì đó. Sau đó hắn đi qua, một vài loại tiểu pháp thuật phục hồi được thi triển ra liên tiếp, đống đá vỡ lập tức chám vào lỗ thủng làm cho bức tường trở lại hình hài như cũ. Lúc này hắn mới phủi phủi tay, bước lên truyền tống trận rồi biến mất vô ảnh vô tung khi bạch quang lóe lên. Một lát sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại trong một mảng vũ khí lờ mờ, có chút ẩm ướt và âm ấm. Ngoài ra còn có một làn hương thoang thoảng truyền đến. Hàn Lập vẫn đứng trong tòa pháp trận cũ kỹ, ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng liền há ra thật to, sau nửa ngày vẫn không khép lại được. Ở địa phương cách đó khoảng một trượng có một hồ nước màu trắng sữa, rộng khoảng vài chục trượng, vũ khí và làn hương kia chính là từ nơi đó tỏa ra. Nhưng khiến hắn kinh ngạc không phải là điều đó mà chính là trong hồ nước có một nữ tử đang xích lõa nửa người đang đối mặt với hắn. Những đường cong đầy đặn, cực kỳ mê hồn, da thịt trắng nõn như ngọc cùng với mái tóc rối đen nhánh xõa đến tận thắt lưng, không cần nói cũng biết rõ đó là một vị mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Diễm ngộ loại này khiến môi miệng Hàn Lập không khỏi khô khốc, nuốt nước bọt mơ màng, nhưng khi đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang mang vẻ khó tin thì Hàn Lập lại ngẩn ra, lộ xuất một tia cười khổ. Nguyên cô nương, thật khéo quá, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này nhưng hình như thời điểm mà tại hạ xuất hiện không được thích hợp cho lắm. Sắc mặt Hàn Lập hơi khác thường, không chút khách khí quét qua thân thể của nữ tử, trong lời nói chẳng có chút thành ý nào cả. Nữ tử trẻ tuổi đang ở trong hồ nước chính là mỹ nhân Nguyên Giao, người sau khi tiến vào nội điện liền biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên Giao lúc này sớm đã bị kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của Hàn Lập, hiện tại nghe hắn nói như vậy liền lập tức tỉnh ngộ, vẻ mặt hoàn toàn ửng đỏ. Nàng vội dùng hai tay che lấy đôi ngọc nhũ cao vút trước ngực, lộ vẻ xấu hổ lẫn buồn bực khẽ quát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái tòa truyền tống trận kia chẳng phải đã bị hư hỏng, không dùng được rồi sao? Ngươi mau quay mặt đi. Bộ dáng Nguyên Giao đan xen vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ. Nghe vây Hàn Lập liền mỉm cười, không trả lời nàng ta mà thờ ơ đi ra khỏi phạm vi của tòa truyền tống trận, khẽ lướt qua tình cảnh xung quanh. Nơi này là một thạch thất rất rộng, to khoảng 3-4 chục trượng, hai bên có một hai cái cửa đá bình thường. Mà đối diện với Hàn Lập, ở một nơi trên bờ hồ phía bên kia là đống quần áo màu đen và vài ba cái túi trữ vật. Trên tường đá phía sau vài trượng có một phù điêu hình đầu rồng do bạch ngọc chế thành, ở phía dưới lõm xuống có đặt một cái bình ngọc cổ dài, giống như đang hướng lấy cái gì đó. Nguyên Giao vừa thấy ánh mắt của Hàn Lập rơi vào cái bình màu xanh liền quên mất sự xấu hổ, đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên Hàn Lập lại làm như không nhìn thấy gì, ánh mắt lập tức rời đi. Sau đó hắn đi lên trước vài bước đến bên cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng sữa. Nguyên Giao lúc này mới âm thầm thở phào, vẻ mặt diễm lệ khôi phục lại bình thường, nhưng dị quang trong ánh mắt lóe lên, dường như đang suy xét điều gì đó. Hàn Lập lúc này cũng đang ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn vươn tay khẽ đưa về phía hồ nước, một ít chất lỏng màu trắng sữa bị hắn dễ dàng bắt lấy, đưa đến trước mắt xem xét. Nước này tỏa ra hương thơm đặc biệt, tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần, nhưng sau một thời gian thì chúng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành nước như bình thường. Sắc mặt Hàn Lập có chút rung động. Linh nhãn chi tuyền, thật không tưởng được chủ nhân của hư thiên điện có thể chuyển rời dòng linh tuyền to như vậy đến đây. Nguyên cô nương lần này mạo hiểm tiến nhập vào nội điện, chẳng lẽ là vì nó?
Hàn Lập nhẹ nhàng ném đi những giọt nước trong tay, ung dung hướng về phía đại mỹ nữ đang ở trong hồ nước nói. Hừ, bộ dáng Hàn đạo hữu nói chuyện với một nữ tử như thế sao? Chẳng lẽ đạo hữu nhìn còn chưa đủ, vẫn muốn tiểu nữ phô bày thêm nữa? Nguyên Giao lúc này đã khôi phục lại vẻ trấn định, nhưng khi thấy Hàn Lập vẫn không chút khách khí liếc nhìn bờ vai hở ra kia thì không nhịn được trầm người xuống, có chút tức giận hỏi lại. Tuy nhiên vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng khi bực tức lại lộ xuất bộ dáng cực kỳ phong tình, cộng thêm thân thể mơ hồ, tóc rối vai trần khiến cho bức tranh tràn đầy vài dụ hoặc vô tận, thực sự là một vưu vật trời sinh a. Hàn Lập ngưng thần nhìn vẻ đẹp của Nguyên Giao, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Tuy hắn luôn luôn giữ vững tâm hồn trong sáng, cố gắng hết sức khắc chế dục vọng, nhưng dù sao cũng là một nam nhân bình thường, mỹ cảnh này xuất hiện trước mắt, tuy không đến nỗi hành động quá lố, nhưng việc mãn nhãn trêu ghẹo vài câu thì hắn cũng không cho là quá đáng. Vì thế Hàn Lập liền đặt mông ngồi cạnh hồ nước, cởi giày ra, nghênh nghênh ngang ngang bỏ hai chân xuống nước, chậm rãi nói: Nguyên cô nương nếu muốn mặc y phục vậy xin cứ tự nhiên, tại hạ sẽ không ngăn trở tẹo nào. Tuy nhiên có cơ hội thấy được đại mỹ nữ như thế này, tại hạ cũng không làm ra vẻ chính nhân quân tử mà phải thưởng thức một phen. Nói xong lời này, hai tay hắn khẽ chống cằm, cười hì hì nhìn chằm chằm không tha nữ tử xinh đẹp với sắc mặt đang ửng hồng. Ngươi! Nguyên Giao mặt đỏ như gấc, muốn nói cái gì đó, nhưng tiếp theo đôi mắt đen lái long lanh khẽ động, lập tức hồi phục vẻ bình thường, đồng thời cười tươi nói: Hi hi, ta còn tưởng đạo hữu giống như là cây gỗ nữa chứ, không biết thương gương tiếc ngọc, không ngờ Hàn huynh vẫn còn phong tình. Nguyên Giao chịu đại ân của đạo hữu, cho dù để cho Hàn huynh nhìn thấy thân thể thì cũng chẳng sao cả, người tu tiên như chúng ta đâu có xem trọng về bề ngoài. Vậy Nguyên Giao xin phép mặc y phục. Nói xong lời này, dường như nàng đang khiêu khích, cánh tay ngọc ngà đưa ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của mình, mỉm cười cực kỳ kiều mị với Hàn Lập, trong nháy mắt khuôn mặt sáng rực lên, đẹp tựa như hoa. Hàn Lập sững sờ, dường như cũng bị mê mẩn bởi vẻ phong tình của vị đại mỹ nữ này. Trong sát na, hai tay của Nguyên Giao khẽ kích lên mặt hồ, một bức tường nước màu trắng sữa xuất hiện giữa hai người, thoáng cái đã cắt đứt ánh mắt không chút nào tránh né của Hàn Lập. Nhân cơ hội này nàng liền bay ra khỏi hồ nước, giống như tiên tử trên trời hạ xuống chỗ để y phục và túi trữ vật. Tiếp theo một luồng hắc khí xuất hiện quanh thân, cuốn lấy tất cả rồi nhanh chóng che giấu thân thể tuyệt đẹp kia. Đợi đến khi hắc khí tan hết thì thân ảnh duyên dáng lại một lần nữa xuất hiện. Nguyên Giao lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, thân sắc ung dung bay xuống đất, còn cái bình màu xanh dưới chỗ phủ điêu hình đầu rồng kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Bức tường nước đã hạ xuống, Hàn Lập nhìn Nguyên Giao, ánh mắt hồi phục lại vẻ lạnh lùng. Xem ra tại hạ không có dưỡng phúc đó, thật sự có chút đáng tiếc, Hàn Lập lẩm bẩm nói. Nguyên Giao nghe xong câu này, mặt mày đỏ lên nhưng liền cười duyên vài tiếng, hé đôi môi anh đào nói: Hàn huynh không phải là cùng cao nhân đi tầng năm sao, như thế nào lại xuất hiện tại chỗ của tiểu nữ vậy? Nói xong, nàng đưa cánh tay ngọc ngà ra, nhu nhã khẽ vuốt mái tóc dài đang ướt, một trận bạch quang lóe lên, trong nháy mắt nó đã được sấy khô. Vài sợi tóc đen mềm mại vấn vương trên đôi má xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng như tuyết, càng tăng thêm vẻ diễm lệ của nàng lên ba phần. Trong mắt Hàn Lập xuất hiện một tia thưởng thức, nữ tử này luận về dung mạo, tuyệt đối đứng thứ nhất thứ nhì trong số các mỹ nhân mà hắn đã gặp, từng động tác nhấc tay đi đứng đều tuyệt đẹp, khiến nam nhân điên đảo thần hồn. Do tại hạ đụng phải cấm chế nên bị truyền tống tới đây, Hàn Mỗ cũng đang muốn thỉnh giáo Nguyên cô nương xem nơi này rút cuộc là chỗ nào. Hàn Lập sau khi nhìn mấy lần gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, thần sắc bình thường nói: Đụng phải cấm chế. Ánh mắt Nguyên Giao khẽ động, lộ xuất thần tình cười như không cười, căn bản không tin lời Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập cũng làm như không thấy, chỉ cười ha ha rồi nhàn nhạt nhìn nàng không nói. Trên mặt của Nguyên Giao xuất hiện một tia ửng hồng, đối với bộ dạng dây dưa không tha của Hàn Lập, nàng có chút đau đầu. Luận về động thủ, bản thân nàng đã được kiến thức qua sự khủng bố của đàn linh trùng, mà mỹ thuật, chiêu thức mà mình am hiểu nhất lại chẳng có điểm tác dụng nào đối với người này. Nàng nhíu đôi mày phượng, có chút bất đắc dĩ nói: Đây là mật thất ở tầng thứ hai của nội điện, nếu biết ngươi sẽ từ trong truyền tống trận kia xuất hiện thì ta sớm đã phá hỏng nó rồi, nếu không cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nói xong lời này, Nguyên Giao có chút không cam tâm, trừng mắt nhìn Hàn Lập, xem ra có chút tức giận vì việc hắn đã thấy một phần thân thể của nàng. Hàn Lập nghe xong lại làm như không biết, trên mặt chẳng chút thay đổi, ngược lại còn làm bộ lười biếng, duỗi duỗi lưng, rút chân lại và mặc giày vào, chỉ có ngâm một chút thôi mà đã giúp hắn khôi phục một bộ phận pháp lực. Tuy vẫn còn muốn để thêm một lúc nữa nhưng việc tìm đường sớm thoát khỏi Hư Thiên Điện quan trọng hơn. Vì thế Hàn Lập không chú ý gì tới vị nguyên đại mỹ nữ nữa, mà ngẩng đầu đi đến phía nam của thạch ốc, đứng tại đó nhìn qua mấy lượt, đập vào trong mắt của hắn là một cảnh tượng hỗn độn bừa bãi. Bên ngoài là một gian thạch ốc lớn hơn một chút, ở trong có một kiện khôi lôi bị phá hủy, gần đó lồi lõm mốc mô, hiển nhiên Nguyên Giao đã phải trải qua một trận khổ chiến mới vào được. Đối diện thạch ốc này có một cái thạch môn, cửa đá, trên bề mặt lấp lánh hào quang bạch sắc cực kỳ quen thuộc. Đó chính là bộ dạng cấm chế của các mật thất từ tầng 1 đến tầng 5.
Hàn Lập do dự một chút, sau đó đi qua xem xét một hồi, lấy ra tấm hư thiên tàn đồ kia, đưa linh lực vào rồi dán lên thạch môn. Kết quả là bạch quang lóe lên một trận, thạch môn vẫn không có phản ứng gì. Hàn Lập thở dài một hơi, quả nhiên nếu ai đó tiến vào mà muốn đi ra lại bằng tấm tàn đồ này thì căn bản không có khả năng. Và hắn cũng không cho rằng mình có bản lĩnh phá được cấm chế, vì thế hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người trở về, hướng phía bắc đi đến. Ngươi làm gì vậy? Bên trong có một loại trận pháp lợi hại, không phải ai cũng có thể phá được, chẳng lẽ ngươi muốn phá để tìm bảo vật? Ánh mắt Nguyên Dao dán theo từng bước chuyển động của Hàn Lập, sau khi chớp chớp mắt, bỗng nhiên hé miệng lạnh lùng hỏi, ta muốn ly khai hư thiên điện, Nguyên đạo hữu chẳng lẽ có kiến nghị nào tốt hơn sao? Hàn Lập đã đi đến lối ra phía bắc, không quay đầu lại hỏi, không có, tuy nhiên bảo vật ở đây là do tiểu nữ nhìn thấy trước, chẳng lẽ Hàn đạo hữu muốn tranh giành với Nguyên Dao sao? Đôi mắt trong veo của vị đại mỹ nữ chớp vài lần, sắc mặt lộ ra một chút khác biệt. Tìm bảo vật, thời gian Nguyên đạo hữu đợi ở nơi đây không ngắn, nếu có thể phá bỏ cấm chế bên trong thì dường như đã sớm đắc thủ rồi. Hàn Lập đứng ở lối ra nhìn nhìn hào quang lấp lánh, không khách khí nói, ta trải qua mấy ngày nghiên cứu cũng hiểu được một chút, nếu cho thêm thời gian 5-3 ngày nữa nhất định sẽ có thể phá trừ cấm chế. Sắc mặt của Nguyên Dao trước tiên đỏ lên, sau đó trầm xuống nói, lộ xuất bộ dáng không nhân nhượng. Nghe xong lời này, Hàn Lập có chút kinh ngạc xoay người lại, nhíu nhíu mày, nhìn nữ tử này không nói gì. Trong lòng Nguyên Dao thấp thỏm bất an, một lúc sau nàng cuối cùng cũng nhịn không được nhượng bộ nói, được rồi, ta thừa nhận nếu một mình phá trận thì trước thời điểm trở về chắc cũng không có thu hoạch gì, nếu Hàn đạo hữu hiện tại muốn phá trận thì tiểu nữ có thể hợp tác một lần, chắc chắn sẽ giảm bớt không ít thời gian. Hàn Lập nghe xong, lặng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt không chút biến hóa, tiếp tục nghe nàng nói. Hắn rất rõ ràng vị đại mỹ nữ này nhất định còn có lời chưa nói xong. Tuy nhiên trước khi phá trận, tiểu nữ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu. Nguyên Dao nhìn chằm chằm Hàn Lập chậm rãi đưa ra đề nghị giao dịch gì. Tại hạ có thể nghe qua một chút được chứ? Hàn Lập khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Chỉ cần Hàn huynh có thể bỏ qua bảo vật bên trong, tiểu nữ nguyện ý bồi thường cái khác. Bồi thường? Thần sắc Hàn Lập thản nhiên, không có chút thay đổi nào. Thấy bộ dáng hắn như vậy, Nguyên Dao lộ xuất vẻ chù trừ. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát liền đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo sự kiên quyết, tiểu nữ nguyện ý tặng cho đạo hữu vạn niên linh nhũ, không biết ý Hàn huynh như thế nào. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và comment để ủng hộ mình nha.